thế này thì không được, nhất định là không được rồi. Hôm trước có một bạn nhắn mình làm về Win Team và tiếp tục về anh chị gãy TVD, mà hôm nay đâu hết cả rồi. Triệu hồi gấp để xử đẹp 17 thử thách, khui banh bí mật idol ngay bây giờ. Đặc biệt, bạn nào có đầu óc phán đoán đỉnh của chóp, một trái tim u mê idol mãnh liệt thì vào sân chơi này đảm bảo thú vị hết nước chấm nha. Bắt đầu ngay với câu hỏi cân não này đi. Đố bạn, Win Team có tổng cộng mấy thành viên chính thức? 7 hay 8? Là chính thức. Chính thức nên đừng nhầm nhé. Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần mà. Fan ruột chắc biết rõ nè. Đáp án chính xác là 8 thành viên. Ban đầu thì ít người biết, nhưng sau một thời gian ngắn, từng thành viên của nhóm cũng được nhiều khán giả biết đến hơn nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao, ngoại hình trẻ trung thu hút, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân và phát triển hơn nữa, nên nhân đây có thêm fan càng tốt nè. Mà dù bạn là fan hay chưa thì cũng chỉ có thông minh lanh lẹ mới giải đố đúng được thôi, nên chiến tới tấp đi, sợ gì câu hỏi khó tiếp theo. Có ai muốn biết sự thật về Nguyễn Văn Giàu trong Win Team không nhỉ? Liệu bạn có biết biệt danh của anh ấy là gì không? Wow, mình mới nhận ra Nguyễn Văn Giàu có cùng biệt danh với anh 7 Cristiano Ronaldo các bạn ơi. Cùng biệt danh với cầu thủ nổi tiếng thế giới nên anh chàng Văn Giàu cũng có ngoại hình điển trai chẳng thua kém gì thì phải. Đấy là mình cảm nhận thế. Bạn nào nhanh tay nhanh mắt và muốn đọ tài hiểu biết về idol với hội fan thì tiếp tục câu đố 3 nha. Theo nhận định của bạn, Diễm My và Thanh Trúc trong Win Team ai đẹp hơn ta? Ôi cha, ngất ngây với hai nhan sắc này mất thôi. Thật khó phân biệt được ai đẹp hơn phải không các bạn? Nhiều người nói đây là hai chị em sinh đôi cơ đấy, nhưng Diễm My đã khẳng định họ không phải chị em sinh đôi mà là sinh một lượt nha. Bạn fan cô gái nào? Comment bên dưới nhé. Và nếu bạn đang mong chờ một cô gái năng động khác trong team thì không thể không biết cô nàng Cindy Diễm My. Đố các cao thủ siêu luận như thám tử đoán được Diễm My quê ở đâu? Tây Ninh hay Long An? Cindy là một cô gái quê Tây Ninh đấy mấy bạn ơi. U là trời, có fan nhanh trí nào đang xem ở Tây Ninh không? Điểm danh đồng hương đi kìa. Cindy với vẻ đẹp năng động, gương mặt trong trẻo, hiện tại cô đang là một trong những TikToker nhận được sự yêu mến của khán giả. Cho đến bây giờ tìm hiểu về Win Team, mình mới biết chị ấy, nên chẳng biết nick top top là gì. Các bạn nhớ bảo mình với nha. Và nếu bạn không bỏ qua bất cứ điều gì về Win Team và có mắt thẩm mỹ tốt, thì đố bạn Văn Giàu và Thanh Văn ai đẹp trai hơn? Câu hỏi mang tính chất vui thôi, chứ ai đẹp thì fan khen chứ, ngại gì đúng không? Đầu tiên là anh Nguyễn Văn Giàu, được biết đến là một hot TikToker trên mạng xã hội. Anh chàng sở hữu một gương mặt sáng sủa, đẹp trai và khá baby. Thanh Văn cũng không thua kém gì, cậu là một chàng điển trai và rất đa tài, vừa là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo, đồng thời là một TikToker được đông đảo mọi người quan tâm và yêu mến. Túm lại, vẻ đẹp 10 phân vẹn 10 của cả hai chàng trai này thật làm khó cho chúng ta phải không nào? Sang câu 6, bí mật to đùng mà ít người biết đi. Ở đây có ai biết Win Team có bao nhiêu thành viên thuộc top 10 TikToker có lượng người theo dõi nhiều nhất Việt Nam không nhỉ? Bạn đoán xem là 5, 6 hay 7? Wow, khá là nhiều đấy. Có 5 thành viên gồm Văn Tài, Cindy Diễm My, Ngô Ngọc Hòa, Thanh Văn và Văn Giàu. Quá đỉnh luôn, chiếm hơn nửa thành viên của nhóm. Xứng đáng thả 999 like không cơ chứ. Mà này các bạn có công nhận Win Team hội tụ nhiều dàn trai xinh gái đẹp còn tài giỏi nữa không? Chúng mình không chỉ mê idol mà còn học tập để sau này cũng thành các idol như thế nhá. Tới câu 7 này khá khoai, nhưng nếu bạn trả lời đúng thì cực khoái đây này. Theo bạn, đây là tên thành viên nào trong nhóm gãy TV?
Là một câu đố đuổi hình bắt chữ hack não ghê, bí bạn nào trả lời đúng thì nhanh trí ngưỡng mộ thật đấy. Chắc phải thuộc top 5% người thông minh mới đoán được đáp án là Nhật Dương. Cụ thể thành viên này là Phạm Nhật Dương, nam diễn viên trẻ tuổi tài năng của nhóm hài đình đám trên YouTube Gãy TV. Anh chàng chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ diễn xuất chân thật, gần gũi trong những phim ngắn mang tính giải trí cao. Với tinh thần làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng không ngừng, chắc chắn Nhật Dương sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Bí mật tiếp theo về cô nàng Thanh Trúc GB, fan ruột chưa chắc biết. Đố bạn, ngoài là TikToker, Thanh Trúc GB còn làm công việc gì, ca sĩ hay người mẫu? Bạn sẽ bất ngờ khi biết được, ngoài là TikToker, Thanh Trúc còn được biết đến với vai trò là người mẫu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thật là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa tài năng quá đi mà. Vậy bây giờ tính đến con số follow, bạn có đủ tự tin để đoán đúng câu này không? Ai là thành viên có lượng follow nhiều nhất trên TikTok của Win Team, Cindy Diễm My hay Văn Tài? Nếu bạn trả lời là Cindy Diễm My thì bạn nhầm to rồi. Văn Tài mới là thành viên có lượng follow nhiều nhất trên TikTok của Win Team. Không phải lúc nào gái xinh mới có nhiều follow đâu. Câu hỏi số 10, triệu hồi những ai mê trai xinh gái đẹp vào trả lời ngay nha. Cặp đôi đẹp nhất trong Win Team được bình chọn là ai? Tài và Hòa hay Văn và My? Không biết các bạn thế nào, chứ theo mình cặp đôi đẹp nhất Win Team là Tài và Hòa nha. Ai cùng team Tài và Hòa cho mình thấy cánh tay của các bạn đi nào. Hi, câu 11, niềm đam mê của Cindy Diễm My là gì? Đố bạn biết, chụp ảnh hay đi du lịch? Xinh xắn như Cindy Diễm My mà không thích chụp hình mới là lạ đó. Cô nàng có niềm đam mê mãnh liệt với chụp ảnh. Bạn có thể lướt thấy trang cá nhân của cô ấy tràn ngập hình ảnh đủ mọi kiểu dáng khác nhau. Còn niềm đam mê của bạn là? Comment nếu có cùng sở thích thì có khi mình lập nhóm luôn nè. Chỉ những bạn nào có đầu óc phán đoán đỉnh của đỉnh thì mới trả lời đúng được câu sau đây. Đây là tên thành viên nào trong Win Team? Ngưỡng mộ các bạn thật đấy, khó vậy mà cũng đoán được Ngô Ngọc Hòa là cái tên được nhắc đến. Ngô Ngọc Hòa được biết tới là cô nàng hot TikToker với 6 triệu người theo dõi. Cô nàng mới tham gia vào nền tảng TikTok được 1 năm. Tuy nhiên cô đã thu về cho mình số lượng fan đông đảo với những clip triệu view. Ước gì nhanh trí cũng vậy nhỉ, các bạn nhớ follow TikTok nhanh trí nhé. Những bạn nào có đôi mắt 10 trên 10 cũng chưa chắc nhận ra được bức ảnh sau đây đâu nha. Đâu là môi của thành viên Nhung Thị Gãy TV? Fan cô nàng Nhung Thị mà đoán sai thì chắc idol buồn lắm. Hình 2 là môi của thành viên Nhung Thị nha các bạn. Đúng là quen quá mà. Ê, chị Nhung nhường chỗ cho cô nàng Vũ Thủy Anh một tí được không? Đố các bạn, Thủy Anh thuộc cung hoàng đạo gì? Song tử hay sư tử? Nhắc tới cung sư tử nghe có vẻ hung dữ, nhưng Vũ Thủy Anh lại có vẻ đẹp thủy mị và hiền dịu. Thủy Anh được biết tới là diễn viên trẻ của kênh Gãy TV. Cô là gương mặt TikToker khá nổi tiếng với hơn 1 triệu follower. Câu đố số 15, bạn nào tinh mắt mới nhận ra đâu là mắt của Minh Hiếu? Không khó để nhận ra, hình 1 là đôi mắt của anh chàng Minh Hiếu này. Bạn có bị thu hút bởi ánh mắt của anh ấy không? Chứ chị Nhung Thị thì đã bị thu hút rồi đấy. Chúng ta tiếp tục với trò chơi đuổi hình bắt chữ nhé. Đố bạn tên thành viên này là gì? Sao mà làm khó được trí thông minh của các fan nhí được cơ chứ? Đáp án là thành viên Yến Xôi nha. Yến Xôi tên thật là Đinh Hải Yến, một hot girl diễn viên kiêm người mẫu ảnh người Việt Nam. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia loạt phim mạng của nhóm hài Kem Xôi. Chùm cuối chị Thảo Tô đây. Đâu là mắt của thành viên Phương Thảo Gãy TV nhỉ? Ha,
Hay, nhanh trí nhìn cả buổi mà vẫn chưa biết được mắt của ai luôn ý. Nhưng chỉ trong 10 giây mà các bạn đoán đúng được mắt của thành viên Phương Thảo gãy TV thì mình tặng bạn ngàn lượt like cho nhanh trí luôn nhá. Bây giờ mình muốn kéo dài video theo yêu cầu của các fan mà thời lượng phát sóng không cho phép rồi. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ nhanh trí nhá.